Xin chào các anh chị, hôm nay buổi sáng trên sân thượng à, hôm nay em với mẹ sẽ thu hoạch xà lách mỡ. Đây mẹ của em đây. Mẹ ơi, mẹ của em. Chào các bạn nha. Hôm nay là mình sẽ thu hoạch rau xà lách nha các bạn. Đây, mời các bạn xem rau xà lách của nhà mình. Xong rồi là mình sẽ thu hoạch nha các bạn. Bữa nay là thu hoạch ăn là ngon lắm rồi. Đó, cái này mình trồng trong bình 5 lít đó nha các bạn. Đó, quá chị thò luôn à. Các bạn xem đây nè, mình trồng xong á các bạn, cái nước á mình vẫn còn giữ lại bên dưới nha các bạn. Khi mà nước nó tràn tới cái lỗ thoát nước này là nó sẽ thoát cho bên ngoài nha các bạn. Đó, nên cải buổi trưa nắng của nhà mình nó sẽ không có bị héo như những cái bình kia nha các bạn. Đây các bạn xem, cải nó rất là ra ngọn rất là nhiều luôn các bạn. Đó, bây giờ là mình sẽ chia sẻ thêm về cách làm bình, trộn đất với phân và mình trồng cái con nha các bạn. Đó, làm bình để mình trồng rau nha các bạn. Đó, đây là bình, đây nè, bình 5 lít nữa nha các bạn. Bây giờ bắt đầu mình sẽ làm nha. Ủa cắt vậy chi mà? Cắt về để chúng mình để vô cái bình cho nó dễ. Bây giờ là mình sẽ vừa mấy lỗ nha các bạn. Cái mỏ hàng á, chị mỏ hàng điện á. Còn cái này là mình làm, cái này là lỗ thoát nước nha các bạn. Mình làm mà hai lỗ thôi. Rồi, vậy là xong các bạn nha. Bây giờ là mình sẽ cho mình vô đây. Đó. Rồi, bây giờ mình qua mình cho đất vô nha các bạn. Rồi, cắt kìa nó mới dễ nông vô mấy anh chị. Rồi, à, mình sẽ xây đất vô ha. Đây, cây này là mình trồng cải xà lách nha các bạn. Đây là mình, đây là cây cải xà lách. Xà lách này là mình trồng được từ lúc mình gieo hạt tới giờ, cái này là được 20 ngày rồi nha các bạn. Nếu mà các bạn muốn để cây vừa ra được 2 hay 3 lá mầm là mình trồng cũng được rồi. Nhưng mà nó rất là yếu. Mình thì mình thường trồng khoảng 20 ngày về cho nó cây nó cứng cây hơn và nó chắc hơn nha. Đó. Đó, bây giờ đây là đất này là mình đã trồng rau qua một đợt rồi. Bây giờ là mình cho thêm một ít phân gà vô này mình trồng thôi nha các bạn. Đó. Đây là mình giới thiệu các bạn luôn. Đây là phân gà của nhà mình đã ủ hoai rồi nha các bạn. Đó. Nếu mà các bạn không có phân gà đó thì mình có thể dùng phân bò hay là phân trùng quế cũng được nha các bạn. Đó, bây giờ là mình cho vô một ít phân gà.
Rồi. Đất mà mình đã trồng rau cải qua rồi thì mình sẽ trộn thêm phân và mình trồng thôi nhé các bạn. Chứ không phải là trồng xong rồi mà đất mình bỏ đâu, không có. Mình vẫn sử dụng để tốt nha các bạn. Đó. Rồi, bây giờ là mình cho vô trong này. Các bạn ém cho nó đất nó xuống một chút, ém nó xuống một chút. Đó. Rồi xong là mình sẽ để cây rau vô ha. Đó, mình để vô gì là nó sẽ sống luôn nha các bạn. Rồi, bây giờ là mình tưới cho nó miếng nước. Vậy là xong nha các bạn. Đó. Rau mà các bạn mới trồng đó, mình để trong mát nha các bạn. Đó, ít hôm nữa rồi mình hãy để ra ngoài ngoài nắng. Đây, rồi. Rồi, hôm nay mình sẽ bón phân tiếp cho rau luôn nha các bạn. Đó, cải hôm nay nó đã lên tốt rồi. Như vậy là từ lúc mà gieo hạt tới nó lớn như vậy là được 34 ngày rồi nha các bạn. Bây giờ là mình sẽ bón phân thêm một đợt này nữa là thôi nha. Bón phân đợt này xong là mình chỉ đợi thu hoạch thôi. Bắt đầu cỡ này mình bón phân vô nữa nó phát triển rất là lẹ nha các bạn. Rồi, bây giờ là mình sẽ mình phân nha các bạn. Đây nè các bạn, đây là đất này là của nhà mình đã có ủ chấu rồi đất mùng rồi các bạn. Đó, bây giờ là mình bổ sung bón thêm một ít phân gà vô. Mà nếu mà các bạn không có phân gà thì mình có thể là phân bò nha. Mình trộn phân bò hay là phân trùng quế cũng được nha các bạn. Đây là phân gà của nhà mình đã ủ hoai rồi nè các bạn thấy không? Đó. Bây giờ là mình cho qua một ít. Làm gì nó sẽ đều hơn. Xong rồi các đầu là mình sẽ bón vô rau nha các bạn. Mình phủ lên. Thứ nhất là sợ mấy cái gốc nó bị lồi các bạn. Chứ còn mà mình mà bón phân không á thì là mình phải môi cái đất lên. Nếu mà mình bón ví dụ như là các bạn bón phân gà này không vô đây thì các bạn phải cào một mớ đất này ra. Còn mà nếu mà không thì mình sợ còn lồi mấy cái đất cái gốc này đó các bạn, mấy gốc rau lên đó là mình sẽ trộn thêm một mớ đất với phân vô. Đó, bây giờ là mình đã xong rồi mình sẽ phủ lên nha các bạn. Đó. Các bạn thấy không, nó lòi cái gốc cải này lên đó các bạn. Đó, nên mà bây giờ là mình phải bổ sung thêm đất với phân vô. Đó. Nó đẩy cái gốc cải lại cái. Chứ không cái gốc cải nó yếu lắm. Gặp mưa là nó ngã liền phải không mẹ? Đúng rồi. Đó. Đó các bạn thấy không? Cứng ha. Còn mà nếu các bạn không có trộn đất thì không có trộn đất mình bón phân gà không cũng được, hay là phân bò không cũng được, thì mình phải chịu khó moi cái lớp đất này lên như vậy nè các bạn. Đó, nếu mà mình bón phân không thì mình sẽ moi cái lớp đất này lên. Đó, mình moi lớp đất này lên rồi mình bón phân xuống và mình phủ lớp đất này lên ha. Nhưng mà cái cải này của mình nó bị lòi một lớp đất, lòi một lớp gốc mà các bạn thấy không, nó lòi gốc ra quá đó.
là mình sợ nó ngã đó, mình bổ sung thêm đất vô nữa. Nên bây giờ là mình trộn đất với phân gà chung là mình bón vô. Đó. Mình bón phân lần này nữa thôi là bắt đầu là cải nó sẽ phát triển rất là lẹ nha các bạn. Lần này xong rồi là chỉ để thu hoạch thôi. Muốn có rau sạch ăn cũng bỏ công nhiều công sức quá mẹ ha. Đúng rồi. Sẵn giải trí luôn á anh chị. Rồi, bây giờ là mình sẽ tưới nha. Như vậy là xong rồi nha các bạn, không cần phải bón phân nữa. Bây giờ là mình chỉ có tưới nước hàng ngày thôi. Tưới nước hàng ngày thôi. Rồi. Bây giờ là bắt đầu mình mời các bạn cùng mình thu hoạch rau cải xà lách nha các bạn. Đó. Bây giờ là mình sẽ lấy rổ thu hoạch ra. Đây các bạn, thu hoạch rau các bạn là mình chỉ cần là hái những lá ở bên dưới như vậy là mình ăn thôi. Đó. À, mấy hôm nay có mưa nhiều các bạn, két á nó nhảy lên rau, nhưng mà cũng rất là ngon luôn nha các bạn. Cái rau này không có được ngon mấy. Lá nào mà nó bị vàng quá ở sát dưới gốc các bạn, mình bỏ bớt, mình rải ra mình bỏ bớt xuống. Các bạn, mình lã như vậy mình ăn. Mình chừa cái phần trên này ít hôm nữa là mình sẽ hái tiếp nha các bạn. Cho dạ. Những cái ngọn này nó lớn các bạn. Ở bên trong á là mình sẽ hái tiếp. Là một cây xà lách là mình thu hoạch được nhiêu đây lá. Vậy hồi mình có bón phân không mẹ? À không. Chút nữa hả? Đúng không? Mẹ thu hoạch xong hồi mẹ bón phân một lần phải không mẹ? Đúng rồi, hái xong hết rồi mình sẽ bón phân thêm một lần. Này các bạn, bữa nay nó cũng lòi gốc hơn nữa nè các bạn. Đó. Nếu mà mình có bón thêm phân nữa thì muốn ăn tiếp nữa đó, mình bón thêm phân nữa thì mình trộn một ít đất với lại phân nữa các bạn. Phân gà hay phân bò cũng được. Xong rồi mình phủ lên là được rồi các bạn. Mình bón cho nó chút xíu phân nữa, đừng cho những cái lá ngọn ở trong này á nó ra tiếp nữa cho mình. Ra tới lớn luôn là mình ăn tới hết luôn nha các bạn. Hôm qua trời mưa nó nhảy két lên lá. Thu chừng nào mà nó cao nghèo luôn ha mẹ ha, nó à. Cao nó còn cái đọt nhỏ rồi. Mình thu chừng nào mà nó còn cái ngọn không ở trên mà không còn cái lá nữa là được rồi đó các bạn. Mình thu cái này là mình không có hái bằng kéo. Mình tước xuống bằng tay như vậy. Các bạn đừng có sợ nó bị hư nha. Đó. Thấy vậy chứ mà nó không có hư đâu. Rồi. Xong rồi các bạn. Rồi. Bây giờ là mình chào các bạn nha. Hẹn các bạn lại video sau nha. Dạ, chào các anh chị nha. Chúc ngày tốt lành nha. Bye bye.